Vicoco, tinh hoa dừa Việt, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 1 tháng 10. Hàng Tử Bột Mì đã quay lại với các bạn rồi đây. Chào mừng các bạn đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Bếp Ngọt hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Vicoco, tinh hoa dừa Việt. Và hôm nay tại không gian Bếp Ngọt, Vũ có mời một diễn viên trẻ, đó là diễn viên Lan Hương. Xin chào Hương. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả ạ. Dạ chào anh ạ. Không biết là ở gia đình thì Hương có thường xuyên nấu ăn hoặc làm bánh gì không nha? Dạ, em thì em rất là thích nấu ăn và em thích ăn bánh hơn là làm bánh. Là trong tất cả những dòng bánh thì em thích những dòng bánh ngọt hay là bằng dòng bánh mặn nha? Dạ, em rất là thích những cái bánh mà giống như kiểu có sô-cô-la với lại hoặc là những cái bánh ngọt mà có nhiều màu á. Dạ. Và cũng thật sự là trùng hợp ngày hôm nay Vũ sẽ hướng dẫn cho Hương là một món bánh mà nó có rất là nhiều màu sắc trong đó. Wow. Và món bánh đó được gọi tên là bánh ngàn lớp nhân đậu xanh. Wow, nghe hấp dẫn quá ha. Đúng rồi. Vũ xin mời Hương và tất cả các bạn cùng bắt tay vào làm món bánh ngàn lớp nhân đậu xanh nhé. Để làm món bánh này thì mình có sẽ còn có 3 phần. Dạ. Phần vỏ bánh nè, phần bột màu, phần nhân bánh. Dạ. Thì bởi vì do cái phần vỏ bánh mình cần thời gian bột nghỉ thì rất là lâu cho nên là Vũ sẽ hướng dẫn Hương làm trước cái phần vỏ bánh. Dạ. Thì để làm phần vỏ bánh thì chúng ta có 2 loại bột là bột mì đa dụng và bột mì số 8. Anh ơi, anh có thể cho em hỏi chút xíu được không? Tại vì em biết á là làm bánh á thì mình cần bột mì. Nhưng mà tại sao loại bánh này mình phải cần tới 2 loại lần ạ? Ok. Đối với bột mì đa dụng thì nó rất là dai và bánh này mình lại tạo hình bằng tay nữa. Cho nên là mình giảm độ dai của nó bằng cách là mình cho một ít bột mì số 8 vô thì bột nó sẽ mềm lại cho mình dễ làm hơn mà thôi. Thì đầu tiên mình sẽ cho 2 loại bột này vô trong một cái tô thủy tinh như vậy ha. Cái vỏ bánh chúng ta cho một xíu đường vô để làm bánh nó được ngọt hơn ha. Thì mình sẽ dùng đường cát bình thường. Mình dùng cây vét bột mình trộn đều cái hỗn hợp này lên với nhau. Mình sẽ trộn nhẹ nhàng như vậy ha. Không biết là thử trộn không? Dạ, ok, cảm ơn anh. Trộn vậy đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Mình trộn tới khi nào thì được anh? Khi nó hòa quyện với nhau ha. Ok, vậy là được rồi ha. Tiếp tục là chúng ta cho chất lỏng vào. Thì hôm nay là Vũ sử dụng nước lạnh. Mình cho nước lạnh vô. Trong trường hợp không có nước lạnh thì Hương có thể dùng sữa tươi. Sau đó thì mình sẽ cho một quả trứng gà sạch bao hưng vào. Thì trứng gà này rất tốt cho sức khỏe bởi vì nó có omega 3. Và lần này thì Vũ sử dụng lòng đỏ trứng gà thôi. Rồi, mình sẽ tách cái phần trứng này ra ha. Mình sẽ lấy cái phần lòng đỏ thôi. Ở nhà không biết là Hương có thường sử dụng trứng không ta? Dạ có, em thích ăn trứng lắm. Dạ. Trứng chế biến rất nhiều món ha. Đối với trứng sạch bao hương thì chúng ta làm rất là nhiều loại bánh khác nhau nè. Rồi mình sẽ cho cái phần lòng đỏ này vô. Tiếp tục cũng sẽ cho một ít dầu dừa vô. Và đây là dầu dừa tinh khiết của Vicoco. Đây là một sản phẩm được sản xuất theo công nghệ ép lạnh, giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng của quả dừa, giúp cho sản phẩm của mình là ngon hơn nè, béo hơn nè, phù hợp cho người ăn kiêng và ăn chay. Wow. Mình sẽ cho một ít vô ha. Dạ. Mục đích cho dầu dừa là để cho cái bột chúng ta nó không bị dính tay. Dạ. Anh, hình như em biết được là dầu dừa ngoại trừ cái việc mà mình dùng để chế biến món ăn á thì mình cũng có rất là nhiều công dụng trong việc làm đẹp với lại dưỡng da đúng không anh? Đúng rồi. Thì dầu dừa có thể là dùng để làm chăm sóc da mặt nè, hoặc là dưỡng tóc. Dạ. Ống mượt tóc hồi xưa ông bà ta hay dùng dầu dừa thôi. Anh lấy cho em xin một chai nha. Ok, 10 chai cũng được nữa ha. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình sẽ trộn hết tất cả nguyên liệu lại với nhau. Dạ. Bởi vì nó có bột và nước cho nên là mình hơi khó trộn. Và mình trộn nhẹ thôi để tránh trường hợp nó văng ra ngoài ha. Dạ. Thì trong trường hợp này mình chỉ trộn mình nhấn như vậy. Em rất là thích làm bánh luôn á. Mà thật sự ra là em không có năng khiếu cho lắm. Hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì Hương có thể về nhà tự làm những chiếc bánh như vậy ha. Dạ, hy vọng là em sẽ làm được món này. Sau khi trộn nó hòa quyện với phần bột thì mình sẽ đưa ra bàn và mình trộn bằng tay. Dạ. Thì thông thường trước khi chúng ta bắt tay vào làm bánh thì mình thường rửa tay cho sạch rồi, không có sợ mất vệ sinh gì cả ha. Dạ. Vũ sẽ dùng một ít bột mì mà số 11 hoặc mì đa dụng thì mình để mình rắc lên đây để chống dính đó. Và mình sẽ nhồi bằng tay cho đến khi mà nó hòa quyện với nhau. Cái này em nghĩ là nếu như mà mình có cái lực tay tốt đúng mình rồi, sẽ nhồi nó đúng rồi. Mịn hơn đúng không anh? Đúng rồi. Thiệt ra dùng lực cũng không có, cứ đừng nhẹ nhàng như vậy là cũng được rồi. Trong trường hợp mà nhà mình đông người á thì mỗi người làm 10 phút là cũng hoàn thành xong cái bánh rồi đó. Em thấy ăn thì lẹ mà làm cực quá anh ạ. Đúng rồi. Các bạn trẻ bây giờ thường tự làm ở nhà bởi vì nó đảm bảo về sức khỏe, nó an toàn vệ sinh thực phẩm rất là nhiều. Và mình có thể điều khiển được cái gia vị của mình theo ý của mình luôn. Mình cứ tiếp tục nhồi như vậy cho đến khi nó mịn cái bột lên. Bây giờ cục bột của mình nó đã xong ha. Thì bây giờ mình để cục bột này nghỉ một xíu cho nó mềm ra. Rồi mình sẽ tiến hành là gói cái phần bột màu vô trong đó. Thì trong thời gian chờ bột nghỉ thì Vũ sẽ hướng dẫn Hương làm cái phần bột màu. Thì để làm bột màu thì mình cần cái bột mì số 8 để làm. Tiếp theo cái phần bột mì là cái phần dầu dừa để làm cho bột nó được hòa quyện lại với nhau và nó không bị dính tay. Và khi mà mình nướng nó sẽ tách lớp lại với nhau.
à, anh ơi, khi mà mình dùng cái dầu dừa này á để mình trộn bột á, thì khi mà bánh mình nướng lên á thì hình như là mình sẽ có cái mùi thơm của dầu dừa đúng không anh? Đúng rồi, cái mùi thơm dầu dừa nó khá nồng. Dạ. Nhưng mà khi mà mình kết hợp với phần vỏ bánh và nhân bánh thì nó sẽ dịu xuống lại cho mình. Dạ. Bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên với nhau ha. Dạ. Thì do có bột nên trộn cũng khá nhẹ nhàng lắm. Cái này là dầu với bột thôi. Mình cũng sẽ đưa ra bàn trộn một lần nữa. Mình sẽ cho một ít bột áo xuống đây để cho nó không bị dính bàn ha. Và mình đưa cái phần bột của mình vừa rồi đây. Và mình sẽ nhồi lại một lần nữa. Bây giờ mình nhồi rất là nhẹ nhàng vậy thôi. Bởi vì nó chỉ là bột mì với dầu cho nên nó rất là rời rạc và nó không dính tay. Ha. Và mình chia làm 4 phần để làm 4 màu. Mỗi phần này là một màu. Ngày hôm nay Vũ sử dụng là 4 màu là màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương và màu vàng. Bây giờ mình sẽ cho màu vô trong cái phần bột của chúng ta ha. Thì nếu mình chấm như vậy thì nó rất là dễ bị lem ra ngoài cái bàn. Thì thông thường mình sẽ làm một cái lỗ nhỏ như vậy để chúng ta có thể cho màu vào phần đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi nó. Rồi mình sẽ để qua một bên như vậy. Và mình tiếp tục làm những cái màu còn lại ha. Ok, bây giờ Vũ đã xong cái phần màu cuối cùng ha. Rồi, chúng ta sẽ có 4 màu và mình trộn 4 màu lại với nhau để ra được những cái bánh có nhiều màu sắc khác nhau. Em nhìn giống như là kem á, bún nhân kem. Mình muốn ăn. Và bây giờ Vũ sẽ tiến hành chia cái phần bột mà nãy mình ủ và mình sẽ gói cái phần màu này vào. Thì nó cũng sẽ hơi dính tay một xíu cho nên là Vũ sẽ dùng một ít bột mì ở đây để mình đặt cùng bột lên đây. Dạ. Và Vũ sẽ chia thành những viên nhỏ. Ok, và Vũ sẽ chia cái này ra làm 4 phần. Nhiệm vụ của mình là sẽ vê tròn cái phần này lại nè, cầm này lên. Sau đó mình túm cái này lại với nhau như vậy nè. Mình sẽ làm cho cục bột nó ra cái hình như vậy như này. Mình sẽ vê tròn. Sau khi mình làm tròn cái phần bột vỏ thì mình sẽ để đó một bên. Và mình sẽ tiến hành chia màu cái phần ra từ những phần nhỏ hơn. Và mình gói bên trong phần vỏ bánh là mình có thể xong một bước rồi đó. Bây giờ Vũ sẽ tiến hành chia màu ha. Thì cái phần màu này thì mình sẽ chia làm 4 phần. Sau khi mình chia xong thì mình sẽ lại làm một lần nữa làm tròn nó. Giống như chúng ta đang về đất sét gì đó. Y là hồi nhỏ mà đi học được tập nặng hình đúng vậy rồi. Sau khi mình chia màu cho từng phần bánh thì mình sẽ gói cái phần màu này vào bên trong phần bánh. Dạ. Ủa mình gói ở bên trong á? Nó nằm bên trong phần bánh. Nhiệm vụ của mình là sẽ đưa 4 cái màu này vào bên trong cái bánh. Chứ không phải nằm bên ngoài. Tại vì em thấy lúc mà cái bánh nó hoàn thành á thì em thấy cái màu nó lại nằm bên trên. Chút nữa thì Hương sẽ thấy tại sao nó nằm bên ngoài ha. Mình đã sẵn sàng gói bột chưa ta? Dạ. Rồi, ok. Hương sẽ làm trước một hai cái rồi Hương sẽ làm ha. Dạ. Chúng ta sẽ cho một miếng bột mì dưới đây để cho nó không bị dính và mình sẽ đập mỏng nó ra như vậy. Thì giờ Vũ sẽ cán cái bột này nó ra hình hơi dài một xíu ha. Rồi sau đó mình sẽ dạn cái bột ra cho nó ra hình chữ nhật hoặc là hình vuông một xíu. Sau đó mình lấy phần bột mình nè, mình sẽ để nó vô đây ha. Do hai màu xanh cho nên là mình sẽ so le với nhau đến màu này được không? Dễ đúng không? Rồi ha, sau đó mình lấy cái này nè, mình gấp nó lại và kéo nó choàng lên như vậy luôn. Mình tiếp tục làm những cái còn lại. Hương có thể làm song song ha. Dạ. Mình đè cái nó thấy nó mỏng là được. Đúng rồi, anh? Đúng rồi. Rồi mình dở lên như vậy nè. Dở lên, nó không có dính đâu. Dạ. Thôi thấy cũng rồi, để chúng ta coi nó có mỏng chưa. Ok, mỏng đây nè ha. Sau đó mình lấy cái phần màu, tùy Hương xếp màu lên cho nó đẹp là được rồi ha. Mai mốt mà em làm cái này em sẽ thử làm 7 màu. Rồi, thì cái bột mình nó sẽ nhiều hơn. Hoặc là cục bột như vậy nhưng mà cái lượng màu nó sẽ ít đi. Trên xuống hoặc dưới lên đều được hết, bình thuận cái nào thì mình nhấp cái đó nè. Gấp lên vậy đúng không anh? Đúng rồi, choàng lên tới nửa luôn, đúng rồi. Và đè nó xuống, đè cho nó bằng luôn. Dạ. Và ở trên cũng vậy ha. Rồi, rồi mình xong rồi đó ha. Sau đó mình sẽ cán phần bột mỏng ra và mình cuộn một lần nữa. Dạ. Nó rất là nhiều công đoạn ha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một phần bột, mình để ngang lại như vậy. Chúng ta sẽ lật lại, mình thấy có 4 màu. Dạ. Mà nếu mình cán theo chiều dọc này nè thì nó sẽ hòa quyện màu với nhau. Cho nên mình sẽ cán từ đây, mình cán chiều ngang lên để cái màu nó chỉ trải dài đi. Thì nó sẽ đưa đều màu hơn. Và mình buộc phải dùng cây cán này ha. Và Hương sẽ cần cán nhẹ nhẹ nhàng như vậy
đừng sợ nó bị chảy màu ra, bởi vì khi mình cuộn vô mà đâu có sao cả ha. Rồi cái nhẹ nhàng, đúng là cái này mà thí dụ như mà em có đọc công thức không thì em cũng không biết cách làm luôn á, phải là có người hướng dẫn như vậy thì mới biết được. Mình làm mỏng nó như vậy, sau đó mình sẽ cuộn như vậy xuống, hoặc là Hương làm ở dưới lên cũng được. Cái là mình thuận cái chiều nào thì mình sẽ làm ở chiều đó. Cái chiều này thường dễ hơn nè, mình thấy những cái lớp màu nó rõ ràng đây. Ha. Ok rồi, mời em Hương làm cái này nha. Rồi đúng rồi, ngừng lên. Nếu dùng nó ra hình cong như vậy thì mình nắm cái này nè, mình giữ giãn nó ra, mình giãn nó ra thì nó sẽ ra hình hình vuông cho mình ha. Rồi lên xuống đều được hết ha, đó rất là dễ. Không mà cái này công nhận là làm bánh vui thiệt á anh. Nếu như mà quen rồi đó thì trong vòng một buổi sáng Hương làm rất là nhiều bánh này được luôn. Và mình có thể đãi bạn bè mình, người thân yêu của mình trong buổi chiều rất là nhanh ha. Nhưng mà lần đầu tiên làm cuộn rất là đều ha. Rồi để qua một bên, bây giờ mình sẽ tiếp tục cán thêm một lần nữa và cuộn thêm một lần nữa. Rồi, tiếp theo mình sẽ cán cái bột này dài ra. Thì và cái phần đáy đấy nè, nó nằm ở dưới. Rồi thì lúc này mình mới đập cái bột dẹp xuống như vậy, thoải mái đập cho nó mạnh tay xuống luôn. Và mình cũng sẽ cán cái bột. Và khi cán nó mình gì nè, mình giữ cái này mình kéo cho nó dài ra. Mình nắm cái này nè, tại vì khi mình cán kiểu này nó sẽ bị trùng cái bột và nó nhồi những cái màu thành một khối. Mà mình đang muốn tách màu ra với nhau, thành thử ra mình sẽ cầm cái này và mình cán như vậy. Như vậy giờ nó nhìn nó ra giống một kiểu bột giải màu vậy. Đúng ha. Rồi đẹp ghê. Em sẽ thử nha. Rồi. Là mình sẽ vừa cán mình vừa kéo không anh? Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là Hương mới làm nhưng mà cái độ dày của bánh nó rất là đều. Thông thường những người chưa quen là sẽ có bên cao bên thấp. Mỏng rất là đều ha. Rồi sau đó thì mình sẽ dở lên như vậy, đừng cho nó dính cái phần vô mặt bàn. Mình dở nhẹ nhàng lên. Rồi, rồi mình sẽ xoay nó chiều này. Được chưa? Mình sẽ xoắn cái phần bột này thành một cây dài với nhau. Mình cứ việc đẩy bột nó nghiêng lên như vậy thôi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi cứ đẩy tay đi thôi, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Rồi để đi kiểm tra coi đẹp không. Ok, rất là đều ha. Vậy là mình xong bước cuộn vật. Bây giờ mình lại cán thêm một lần, cuộn thêm một lần nữa. Bây giờ mình sẽ cuộn từ dưới cuộn lên. Và bây giờ mình sẽ cuộn nó dưới đây lên. Nè, cứ cuộn về thôi. Chúng ta thấy rất là nhiều, nhiều những cái xoắn. Nhưng mà chưa xong đâu. Mình sẽ để nó qua một bên và mình tiếp tục làm những cái còn lại. Sau đó mình quay lại tiếp một lần nữa với nó. Mình vẫn còn một bước nữa hả? Đúng rồi, còn một bước nữa. Mình sẽ cắt cái phần bột từ trên xuống dưới làm đôi. Và chúng ta mở ra được hai phần. Đối Hương, ba phần này ra được bao nhiêu cái bánh? Dạ, nghĩ là ba cái bánh. Sáu cái. À là mình cắt làm đôi. Đúng rồi, đúng một anh? Nửa này sẽ là bánh, một nửa này sẽ là bánh. Okay. Em hiểu rồi. Rồi, khứa nó như vậy. Và chúng ta ra được đẹp quá. Nó có rất là nhiều màu. Tùy theo mình xếp cái màu như thế nào thì nó ra được nhiều màu đẹp hơn ha. Rồi, mình sẽ để phần qua đây. Đó ha. Cái xoắn này sẽ là màu xanh, còn cái xoắn này nó sẽ là màu hồng. Tùy mình. Và đâu thấy nó tách lớp chưa? Dạ đúng rồi. Thì đó, cái đó gọi là bánh ngàn lớp. Hay quá. Và cái này nó có những cái lớp mỏng 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 gì luôn nè. Đúng rồi. Thấy quen bánh nào ở Việt Nam mình có không? Bánh bí hả? Dạ. Thì bánh bí cũng là một dạng như vậy nhưng mà nó chỉ có một lớp thôi. Và hôm nay chúng ta làm nhiều màu ra nhiều lớp vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cho bột nghỉ cho đến khi nó mềm mình sẽ cán và mình gói nhân. Vậy là mình đã cho bột nghỉ và đủ độ mềm rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cán mỏng ra và gói nhân và đem đi nướng là xong ha. Bởi vì để tiết kiệm thời gian cho nên Vũ sẽ sử dụng nhân đậu xanh trộn sẵn. Tuy nhiên mà các bạn nào mà có nhiều thời gian thì các bạn xem mèo vặt phía sau chương trình, chúng ta sẽ có cách hướng dẫn làm nhân đậu xanh nhé. Và hôm nay Vũ sử dụng nhân đậu xanh của Vicky Bumi, là người ta đã làm sẵn cho mình như vậy luôn. Rất là tiện dụng và rất là thơm. Tiện quá anh ha. Đúng rồi. Tại vì thật ra em thấy là hồi nãy giờ mình làm cũng mất nhiều thời gian rồi, mà mình có sẵn cái nhân này mình đỡ công. Đúng phải rồi. Làm thông thường mà cái nhân đậu xanh mình tự làm ở nhà đó sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, có thể là từ nửa ngày đến một ngày hơn. Bởi vì sau khi làm xong nó rất là nóng và cần phải để nguội. Cho nên là tiện dụng là Vũ dùng cái này. Dạ, nè. Chắc chắn em sẽ mua cái này rồi đó. Ok. Để cho được một cái bánh thì Vũ sử dụng khoảng 40g nhân đậu xanh đã mình đã làm sẵn. Và mình vê viên tròn cho nó dễ mình gói vô trong bánh thôi.
Hương sẽ hướng dẫn Hương là gói cái phần nhân vào bên trong. Hương để cái phần mặt này ở dưới đây. Dạ. Và Hương dùng cái cán nè, cán nó xuống như vậy nè, cán kiểu gì nè ha. Dạ. Xong mình xoay lại một vòng lần nữa. Dạ. Và mình cán tiếp, được chưa? Được không? Rồi lật lại cái phần này rất là xấu đúng không? Dạ. Thì nó sẽ được là nằm bên trong. Ừ. Dạ. Cán tiếp một lần nữa và Hương cầm lên, cái phần đẹp nó sẽ ra ngoài. Dạ. Và mình sẽ đưa như vậy ha. Dạ. Lấy một phần nhân đặt vô trong đây. Dạ. Và mình sẽ túm nó lại như vậy ha, gói lại. Và Hương bóp cái phần đáy này nè cho nó chắc lại với nhau, mình dùng tay mình miết lại. Dạ. Sau đó mình lật lên là mình ra được một cái phần bánh và mình nướng lên nó sẽ to lên. Wow. Nhìn như là một viên kem 7 màu đúng vậy rồi. Đó đẹp quá hả? Này ha. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng ha. Và dạ, khoảng thời gian 15 phút là mình có bánh ăn rồi. Thế nướng ở nhiệt độ khoảng bao nhiêu độ vậy? Đối với bánh này thì mình nướng ở khoảng 180 độ. Dạ. Mình cần cái bánh nó giữ nguyên trạng thái màu sắc này. Nếu mình dạ, nướng lửa cao hơn nó sẽ bị chảy cái phần bề mặt. Dạ. Nhìn rất là đẹp luôn á anh. Không biết Hương có nghe được cái mùi gì bay ra trong gian bếp chúng ta không nha? Dạ, em nghe được mùi dầu dừa với lại mùi đậu xanh. Dạ. Rất là thơm luôn. Đối với những dòng bánh này thì mình không có ăn liền được, bởi vì mình cần phải nó nguội hoàn toàn và cái phần dầu nó thấm ra trong cái phần vỏ thì nó sẽ mềm hơn. Hương cứ nhận được cái nào của mình làm không nhờ? Em giờ em không nhìn ra nữa, mà em nghĩ cái nào mà xấu nhất là của em. Không, chưa chắc á. Có thể là cái này Hương làm rất là đẹp bởi vì màu xanh đó thể hiện ra bên ngoài ha. Dạ. Và mình nhìn thấy được những cái vân xanh với vàng nó hòa quyện với nhau. Dạ. Không biết rằng Hương có nhớ hết tất cả những công đoạn và các bước làm gì rồi không nhỉ? Dạ, thực ra là em được có một cái là em nở cái vàng á anh, nên là nãy giờ em cũng không nhớ gì nhiều. Nếu như Hương và tất cả các bạn không nhớ cái công đoạn làm bánh thì xin mời xem lại những cái bước làm của món này. Thank you.
Và sau đây là phần mẹo vặt của chương trình ngày hôm nay. Mẹo vặt hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn làm nhân đậu xanh tại nhà đúng cách. Nguyên liệu cần chuẩn bị 300g đậu xanh chín, 150g đường, 60g bột năng, 150ml nước cốt dừa, 100ml dầu dừa. Bước 1, xay nhuyễn đậu xanh với đường và nước cốt dừa. Bước 2, cho hỗn hợp vừa xay lên chảo rồi sên sệt. Bước 3, cho tiếp bột năng vào đảo đều tay. Bước 4, cho dầu dừa vào trộn đều rồi tắt bếp. Như vậy là chúng ta đã có hỗn hợp nhân đậu xanh thơm ngon cho những bạn thích tự tay sên nhân rồi, đúng không nè? Sau khi về nhà xem lại các bước thực hiện là một lần nữa thì không biết là Hương có đủ tự tin để làm món này cho người thân yêu của mình hay không nha. Dạ, thật sự thì trước khi đến với chương trình á thì em không biết một cái gì về làm bánh hết. Nhưng mà sau khi mà em được hướng dẫn từng bước như vậy thì em nghĩ là em đã có thể tự làm được món này rồi. Trong tất cả các bước thì cái nào khó nhất đối với Hương? Em nghĩ là cái bước mà gói cái nhân vô trong cái vỏ là khó nhất. Tại vì mình phải khéo thì nó mới đẹp được. Vậy là chương trình của chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco, Tinh Hoa Dừa Việt đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.